Xin chào mọi người đến với kênh Nga Quỳnh US Cooking and Sharing. Rất vui khi gặp lại mọi người hôm nay nha. Hôm nay Nga sẽ chia sẻ với tất cả mọi người về hành trình làm bánh mì của Nga từ năm 2012 đến bây giờ ha. Nhân dịp kỷ niệm 1 năm ngày Nga ra video clip bánh mì cấp tốc của mình ha. Và Nga cũng sẽ phân tích cho mọi người thấy được những cái thất bại của Nga đã trải qua như thế nào ha. Thất bại đầu tiên là về vấn đề nước mọi người. Nga tự động thêm bột vào bởi vì mình cảm giác nó dính tay, cho nên là mình cứ thêm bột vào. Thì cuối cùng đó, là ra cái bánh nó cứng ngắc và nó không có ăn được mọi người. Nó khô như một cái que củi bởi vì nó thiếu nước. Mình cứ thêm bột mãi thì là bánh sẽ trở nên quá thiếu nước trầm trọng. Thì lúc này nó sẽ không nở được và nó sẽ cứng như một cái que củi á mọi người. Và thất bại thứ hai Nga gặp phải khi làm bánh mì đó là men nó không còn sống nữa. Tức là khi mình cho nước ấm vào men thì men nó không có nổi. Thì mình không biết như thế nào và mình tiết men, mình tiếp tục làm luôn. Thì lúc đó là bánh mì mình nó không có nở được, bởi vì là men nó chết rồi, cũng ăn không được, bỏ luôn mọi người. Và thất bại thứ ba Nga gặp phải đó là Nga trộn bột, làm cho bột nó nóng lên luôn, trộn lâu quá. Thì lúc đó bột mình nó cũng bị chết men nữa. Sau đó nó không có nở và nở yếu lắm mọi người. Đó là bánh cũng là sẽ hư và ăn không được luôn mọi người. Nó không ngon luôn. Đó là cái thất bại thứ ba của mình là về trộn bột quá mức á. Thất bại thứ tư của mình đó là về việc ủ quá lâu. Cho nên là lúc mà mình rạch bánh á, thì mình lúc đó mình cũng chưa có biết cách rạch bánh. Cho nên là mình đưa dao vào, đưa lưỡi lam vào thì mình cứ ấn mạnh tay xuống là nguyên cái bánh mì nó bị xẹp lép xuống luôn mọi người. Cho nên là mình vẫn đem đi nướng thử. Thì đem đi nướng thử thì nó cứng ngắc, nó không nở nữa mọi người. Cho nên là hư luôn, là đó mình cũng bỏ luôn bánh mì đó, ăn không được. Đó là bốn cái thất bại mà lớn nhất mà làm cho bánh mì mình trở nên cứng và ăn không được. Nói chung là còn những cái thất bại nhỏ nhỏ, nhưng mà bánh mì mình vẫn ăn được, nhưng mà dù không ngon hoặc là bánh chưa đẹp. Thì những cái thất bại nhỏ nhỏ đó mọi người từ từ làm rút kinh nghiệm sao ha. Còn nghe chị kể lên bốn cái lưu ý, bốn cái thất bại lớn để làm cho bánh mì mình ăn không được. Đó là những cái lưu ý lớn khi dành cho những cái người, những bạn mà mới bắt tay vào làm bánh mì ha. Bạn nào mà thích làm bánh mì quá nhưng mà mới làm lần đầu chưa thành công thì cũng đừng có nản chí nha. Các bạn cứ làm tiếp tục giống như mình làm từ năm 2012 đến bây giờ là 2021, là được 9 năm rồi đó mọi người. Thì mình mới có được ổ mì như ý này nè, mà đẹp tuyệt vời như vậy. Thì mình cũng phải trải qua rất là nhiều thất bại rồi đó mọi người. Mọi người ơi, mọi người nếu mà muốn có ổ bánh mì đẹp hoàn hảo như vậy á, thì mọi người phải luyện tập mỗi hàng ngày hoặc là mỗi hàng tuần đó. Từ từ mọi người sẽ có những cái kinh nghiệm cho riêng mình, là từ từ mọi người sẽ làm được đẹp thôi, chứ không thể mà một bước mới tập vô mà mình muốn có liền một ổ bánh mì đẹp như người ta là sẽ không có nha mọi người. Bánh mì nói chung là
nói thì dễ nhưng mà khi mà bắt tay vào làm thì mọi người sẽ thấy nó cũng rất là khó chứ không phải là dễ nha mọi người. Muốn có một ổ bánh mì đẹp hoàn hảo thì từng khâu làm bánh mì mọi người phải chính xác nha mọi người, phải chính xác và không được quá lố hay là quá thiếu. Nó bánh mì đòi hỏi là chính xác từng giai đoạn luôn, kể cả cái nhiệt độ nướng nữa nha mọi người. Cho nên là và cái rạch bánh nó cũng quan trọng nữa, cho nên là mọi người phải chính xác từng khâu mới đúng, mới cho ra được ổ bánh mì hoàn hảo. Đây là những cái ổ bánh mì của những cái người bạn của mình trên Facebook của mình chia sẻ. Họ đã làm theo cái công thức bánh mì cấp tốc của mình và thành công rất là mỹ mãn. Họ làm bánh mì rất là đẹp luôn mọi người ơi. Mọi người xem qua một số hình ảnh của những người bạn của mình nha. Cái này mình chụp hình lại trong cái group bánh mì của mình cách đây một năm nha mọi người. Mọi người xem những người bạn của mình làm những ra những ổ bánh mì theo cái công thức của mình đó. Coi đẹp như thế nào ha. Nghe còn rất là nhiều hình từ tin nhắn và từ cái group bánh mì cũ của Nga nữa, của tất cả những các bạn, các anh chị đã làm thành công và gửi về hình cho Nga để khoe kết quả đó. Nhưng mà trong khuôn khổ video này chỉ ngắn thôi, cho nên Nga chỉ lấy ngẫu nhiên một số những cái hình bánh mì của một số chị em thôi ha. Các anh chị em nào mà không có thấy hình mình trên đây thì cũng đừng có buồn nha. Cảm ơn tất cả những cái hình bánh mì đẹp của tất cả các chị em bạn bè yêu quý đã gửi hình bánh mì làm theo công thức của Nga và thành công và gửi vào group bánh mì và cho mình sử dụng những cái hình ảnh này để mình làm vô video clip này, cũng là để kỷ niệm luôn và cũng là để cảm ơn những người bạn đã tin tưởng và đã làm theo cái công thức của mình đưa ra cách đây một năm nha mọi người. Mọi người hãy nếu thích thì làm theo giống như những người bạn của mình đã từng làm như vậy ha. Và mọi người
Nếu làm xong thì nhớ comment cho Nga biết là có thành công hay không nha. Công thức bánh mì cấp tốc, Nga sẽ để cái link trong đây. Mọi người nhớ click vào, hoặc là cứ tìm trên YouTube, gõ bánh mì cấp tốc của Nga Quỳnh US thì mọi người sẽ tìm thấy ha. Nga có hai video clip lận, và sắp tới Nga dự định sẽ làm thêm một cái clip chia sẻ riêng về khâu rạch bánh mì để cho các anh chị và các bạn mà còn chưa có rạch bánh mì đẹp được sẽ có những ổ mì hoàn hảo như mình nha. Cảm ơn mọi người đã xem video clip tới đây, và xin chúc mọi người nhiều sức khỏe và bình an trong cuộc sống ha. Nếu thích video của Nga thì nhớ bấm like và share, và nếu chưa nhấn nút subscribe thì nhớ nhấn nút subscribe cho Nga, ủng hộ tinh thần cho Nga để Nga làm những video mới hay hơn nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Chào tạm biệt.